bên nhau khi đó khi nó. Ê, vì đời sinh viên giúp đỡ nhau khi gió mưa to. Ê, cùng cùng điên điên đồ thị mua ở chợ Kim Biên. Tuy trong túi không có nhiều tiền nhưng chơi với nhau không có khi bo. Tuy xuất thân mỗi người khác nhau nhưng trong khu trọ là người một nhà. Nếu như lỡ thằng nào bị đánh còn có anh em giúp lăn hột gà. Tất cả mọi người vì một thì một phải vì tất cả. Muốn cùng nhau sống ngày sung sướng thì phải cùng nhau chịu chung vất vả. Có gì đâu mà lo. Mình học đại học nhưng mà không có học đại. Mình học đại học để tránh xa những thứ độc hại. Mình học đại học nhưng mà không có học đại, tránh xa những thứ độc hại. Còn nếu học sai thì mình học lại. Sao bữa giờ chú Tân vậy? Chú vô trong đó luôn hả? Tao lên lầu mày có ống nước sữa không? Dạ không. Thì phải vô đó đúng rồi. Chú tại trong toilet con có đồ nhạy cảm của con gái á. Chú đợi xíu được không? Hiểu rồi, vô dọn đi. Rồi tranh thủ đi, tao vô tao kiểm tra. Dạ dạ, 5 phút nha chú. Gom gom nó lại một cụm rồi lấy cái gì đó che lại thôi là xong rồi. Dạ. Xong chưa? Dạ chưa. Năm phút nữa. Hồi lâu quá vô nó phụ luôn cho. Ây da, ây da. Cái gì nữa vậy? Tự nhiên cái đau bụng nó quá chứ Tân ơi. Con phải giải quyết liền chứ không có chờ được rồi chú Tư. Thôi lỡ rồi nhanh nhanh đi rồi đứng đây đâu chờ. Ủa sao xíu nữa chú Tư không hoành lại ta? Về làm cái gì tốn công tới giờ tao về rồi mày cất công mày qua mày kêu tao rồi tao phải hoành qua đây lại nữa. Chú nhưng mà cái bụng của con nó chưa có cái dấu hiệu dừng lại nữa chú. Con nghĩ là nhiều với lại lâu lắm á. Mà bây giờ cái mùi nó cũng không có được là sự lắm. Rồi được rồi được rồi, chổng đi. Rồi lát nữa xong rồi dọn dẹp sạch sẽ rồi kêu tao qua nha. Dạ. Anh ơi. Mà An ơi. Dạ. Sao tao thấy dép của ai ở ngoài này nè? Dạ dạ của con chú. Gái lứa mang dép đàn ông trai dữ mày. Dạ tại bữa trước con đi quay cái dép con bị hư nên là con mượn ở trên đoàn á chú. Vậy thôi. Nhanh nhanh nha, tao không có chờ rảnh chờ hoài đâu. Dạ. Có sao không? Không sao. Còn ông đi chưa? Mà để bữa khác tập cũng được. Vậy thôi tôi về nha. Tranh thủ đi. Nhận thích An. Vậy thì nó sổ sàng quá. An, Nhân muốn nói là Nhân thích Nhân. An. Nhân tới lâu chưa? Tôi cũng mới tới à. Nhân hẹn An ở đây có chuyện gì không? Chúc mừng An nha. Phim đầu tay được khen quá trời. Cảm ơn Nhân. Mà bạn bè không à, tặng quà chi cho tốn tiền vậy? Bánh Nhân làm á, chứ không phải là Nhân mua đâu. Cho nên là không có tốn tiền gì nhiều hết. An ăn thử đi. Wow, đẹp quá à. Tay nghề của Nhân càng lúc càng giỏi ha. Cảm ơn An. Thật ra thì Nhân muốn nói là bánh ngon quá à. Ngon ngon thiệt không? Vậy Nhân mở tiệm bánh được không? Được, theo đuổi cái gì mình thích là chuyện tốt mà. Vậy còn theo đuổi một người mình thích thì sao hả An? Cái này
Cái này An không biết. Tại An cũng chưa có thích ai. Bây giờ An chỉ muốn tập trung cho công việc thôi, còn có tiền lo cho mẹ nữa. Nhưng mà An nghĩ là chuyện tình cảm là chuyện tự nhiên mà. Cái gì tới thì nó tới thôi. Cảm ơn An. Nhân nhất định sẽ theo đuổi nghề bánh và người mà Nhân thích nữa. Bánh nó làm có ngon không? Ủa? Này xe anh bảy mà. Ê! Anh! Nhân! Nhân! Nhân có sao không vậy? Không, tôi không sao đâu. Nhân, Nhân có đau lắm không vậy? Ê trời đất ơi, trời đất ơi. Sao vậy hả? Chú đi ở ngoài đường chú nghe người ta đồn là sớm mình bị mất trộm đúng không? Hai thằng kia nó vô ăn cắp xe mà con cái Nhân về kịp. Đánh tụi nó chạy mất dép rồi. Mà tụi nó đánh Nhân một cái sau lưng nè chú. Trời ơi, rồi có sao không? Nhân cởi áo ra cho chú coi coi. Dạ thôi được rồi chú Tư, còn đau quá xíu à, không đàn sao. Ông con trai mà ngại ngùng gì không biết nữa. Phải coi mới biết là đau xíu rồi, gũi rồi bị nội thương rồi sao, đúng không? Đúng rồi đó. Hiểu luôn. Con An đi ra ngoài. Con hả? Đúng rồi, đi ra ngoài nó ngại đàn bà gái trong phòng, nó không dám cởi đồ kìa. Thôi được. Đây con. Tạ chi vú bự rồi bắt đầu ngại ngùng. Trời ơi trời, dữ dội vậy. Coi nè. Sao nặng dữ vậy nè? Chú có còn đi bệnh viện không chú? Thôi đi đi cho chắc. Thôi được rồi. Con ngồi nghỉ ngơi xíu được rồi chú Tư. Tôi không sao đâu. Nhưng mà lỡ có chuyện gì sao? Thôi bây giờ như vậy, trong lúc theo dõi nó thì con chăm chăm nó đi. Nè, lấy dầu sức cho nó. Rồi chú chạy về chú lấy mấy viên thuốc giảm đau cho nó nha. Dạ, nhanh nhanh nha chú. Có gì nhớ báo tao nha. Dạ dạ. Cảm ơn chú Tư. Trời đất ơi. Nhân quay qua đây, ăn xoa dầu cho. Sao mà nặng dữ vậy không biết nữa. Từ từ để An nhẹ tay lại. Như vậy được chưa? Mà Nhân cũng An biết rõ mà. Tự nhiên vô đỡ cho An chi vậy? Tại vì tôi thấy An là con gái, cho nên là tôi đỡ cho An luôn. Nếu mà tới tối thấy không ổn á thì kêu An nha. Có gì An dắt đi bệnh viện kiểm tra. Cảm ơn An. Ráng chịu xíu nha. Ủa, tôi đâu gặp món này? Dạ, nãy anh Âu Nâu có order món này á. Đâu có kêu món này đâu. Ủa anh có gọi mà. Nè, bà này ông ấy kêu hết nha. Giờ bưng ra bắt ăn hết hả? Làm ăn gì kỳ vậy? Dạ, em chào hai anh. Cho phép nhà hàng em được xin lỗi nha. Chắc là nhân viên của tụi em order nhầm cho anh. Bên em sẽ hướng dẫn lại các bạn kỹ hơn. Mong anh thông cảm nha. Còn đây là những cái món đang bán chạy nhất bên em. Nếu như các anh muốn dùng thì bên em sẽ giảm 50%. Ừ, cũng được ấy. Nhìn ngon đấy. Thôi để đây đi. Em cảm ơn ạ. Mới đi ra đường có thời gian mà nhìn không ra luôn ha. Chắc tại là do em đi làm anh ơi. Nhưng mà em học được nhiều thứ lắm. Học được cái gì? Cách phục vụ khách hàng nè, tâm lý khách hàng. Rồi nhiều khi là phải free nước cho khách hàng nữa, nhưng mà phải đúng thời điểm. Ở chỗ em đi làm á, có người kia suốt ngày đòi cho em cái kết hoài luôn á. Nhưng mà vui lắm. Anh nghĩ mày không cần phải đi học nữa đâu. Sao vậy anh ơi? Thì trước sau gì á, ba cũng giao công ty cho mày quản lý mà.
Em không có ham đâu. Nếu như ba cần một người quản lý thì có anh hai mà. Nhưng mà nếu ba vẫn cứ thích giao cho mày thì sao? Thôi, em không làm việc với ba đâu. Em còn phải đi học nữa. Ừ, lo học hành đi. Anh hai yên tâm, em lo học, còn anh hai lo cưới vợ đi kìa. Vợ nào? Thì bữa anh Tài nói anh hai coi mắt gì đó. Ba kêu đi thì đi vậy thôi, chứ anh mà yêu đương gì. Anh hai hay thiệt luôn á. Nhiều lúc anh hai không thích, nhưng mà ba nói anh hai cũng làm theo. Còn em với ba mà nói nhau nửa câu là... Thì mày chỉ cần ừ, chứ có gì đâu. Thôi, em làm không có được đâu. Anh hai, mẫu người lý tưởng của anh hai là gì vậy? Mẫu người lý tưởng là một người sống thực tế, mạnh mẽ, nhưng mà cũng phải sâu sắc. À, mà đặc biệt là phải không biết ăn hành. Em kêu anh hai nói mẫu người lý tưởng của anh hai chứ đâu kêu anh hai nói người đang trong đầu anh hai đâu. Ê... Ủa, mà sao anh hai hỏi vụ này vậy? Thì em tò mò em hỏi chơi thôi. Lúc mà mới yêu nhau á, cái cảm giác ôm nó làm sao vậy? Thì lần đầu thì thấy hồi hộp, vui, chứ làm sao? Hồi hộp, vui hả? Mạnh dạn ta. Bộ yêu rồi hả? Không. Hỏi vậy là khùng nha. Anh hai khùng hả? Em hỏi như thằng bạn của em, thằng ở chung phòng trọ với em á, thằng yêu đương suốt ngày. Vậy là em tự về nhà và tự soi gương tự hỏi luôn hả? Thôi mệt anh hai quá. Khùng nữa rồi. Em đi về nha. Trễ rồi, anh hai nghỉ ngơi sớm đi. Lâm nè. Em về á. Lâm, về nhà bớt soi gương lại nha. Con biết rồi, chừng nào mà được nghỉ Tết á là con về liền luôn. Con cũng nhớ mẹ với nhớ nhà mà. Dạ vậy thôi mẹ nghỉ ngơi đi nha. Có gì à, tối tối rồi mẹ con mình gọi điện tắm tiếp ha. Bye mẹ. Thư con. Ủa cô. Trời cô lên rồi nào, xong nói tụi con ra đón. Ôi đón cái gì con. Con lên được rồi. Ở dưới quê á mới thu hoạch xong, cô đem một ít trái cây lên cho mấy đứa ăn đó. Trời ơi, sao cô không gửi lên rồi tụi con ra lấy chứ, cô đi lên chi đường xa cực khổ vậy. Cô đem lên cho tụi con rồi cái tiện thể thăm bé ăn luôn. Dạ. Ủa, con bé ăn nó đi học rồi hả con? Dạ nó có. Dạ nó đi học rồi cô. Dạ. Đi học. Nó đi học thiệt không? Dạ thiệt. Nó đi học á cô cũng an tâm. Dạ. Hôm trước nó có hứa với cô rồi là nó sẽ tập trung vô việc học, dạ, không có đi đóng phim nữa. Dạ. Cô mong là lần này nó sẽ nói thiệt với cô. Dạ. Chứ nó mà nói xạo cô một lần nữa là cô từ nó luôn á. Mà con bé An nó đi học, rồi sao con không đi? À, tại vì con tự nhiên sáng con bị đau bụng á, nên là con nghỉ ở nhà. Có sao không con? Dạ không, dạ đau bụng sưng sưng. Mà con ăn nó đi học hay đi đóng phim con? À, tự nhiên nó đau bụng nặng rồi cô. Con đi toilet tí con. Alo, anh Vũ hả? Anh qua phòng kêu em đi giùm em cái đi. Trời ơi, có chuyện gấp đừng có hỏi nữa nè. Thư ơi. Thư. Thư. Ôi à, con ra đây giải quyết công chuyện xí. Ra đây lẹ lên. Mình chết với tôi. Tại sao mày giận tôi? Cái gì? Mà kêu ra đây làm cái gì? Khùng. Mẹ con ăn lên. Giờ sao? Thì má nó lên thì kêu nó dậy. Liên quan gì? Trời ơi, kêu sao được mà kêu. Nó đang đi quay là nó tắt máy để nó tập trung nó quay.
Mà em không biết nó quay ở đâu mấy giờ nó về nữa. Bây giờ mẹ nó mà biết nó đi đóng phim là chết luôn á. Chứ mắc gì chết trời, nó đi đóng phim chứ đâu có đi làm bậy bạ gì đâu mà sợ kêu nó về là được. Trời ơi, không có biết đâu. Mẹ nó cấm nó đi đóng phim. Lần trước mẹ nó biết nó đi đóng phim hả, mẹ nó tát nó mấy bạt tai luôn á. Xong hai mẹ con mới làm lành lại. Bây giờ mà biết nó đi đóng phim nữa, chắc mẹ nó giận lên tăng xong luôn á. Cái gì mà đi đóng phim thôi mà tán bụp tay rồi lên tăng xong. Ê! Nhân! Gì vậy, gì vậy? Mẹ con Hải An nhập viện rồi, lên tăng xong nhập viện rồi. Gì ghê vậy? Con Hải An đi đóng phim. Mẹ nó mà biết là mẹ nó lên tăng xong nhập viện rồi tán rồi đánh ghê lắm. Ông biết An đi đóng phim đâu không? Thì không biết, An đóng nhiều chỗ mà. Vậy giờ sao? Mà ai biết nó đóng phim đâu không trời. Thằng Lâm. Thằng Lâm đóng phim chung với nó. Thằng Lâm biết. Đúng rồi. Lâm biết. Đi. Thằng Lâm. Lâm ơi. Vậy. Lâm. Cái gì vậy? Chuyện gấp đó mày. Mẹ Hải An lên. Ở bến á. Cái gì? Mẹ Hải An lên hả? Ờ. Chắc chắn lên mà sáng Hải An đi quay phim. Sao mày biết được Hải An đi quay phim rồi mẹ Hải An không thích chuyện đó? Quan tâm kỹ với mày hả? Thì sáng đạo diễn nhắn lên group á. Nhưng mà vấn đề là mày biết Hải An quay đâu không? Tao biết. Biết thì đi chở nó về giùm tao đi chứ mẹ nó biết là chết. Vậy thôi chỉ chỗ đi để tôi đi đón Hải An cho. Mày khùng á? Có khùng không? Nó biết nó đi cho nhanh. Mày đi. Vậy thôi tao đi nha. Đi. Để tao bút xe. Ê Lâm, lấy xe tôi đi nè. Lấy đi. Ôi, sao lâu quá vậy? Không biết nó đón được An chưa ta? Thằng này. Trời, không biết bắt máy nữa chứ. Alo, mày có được An chưa? Hồi nãy giờ xe hết xăng, tao chưa tìm thấy cây xăng nữa. Rồi, tranh thủ giùm cái đi, trời chết luôn á, nhập viện á mày. Tao biết rồi. Sao rồi? Nó nói xe hết xăng, cái thằng này xe chạy đúng không chịu đổ xăng. Thôi, mọi người đứng đây đợi nha. Tôi vô nói chuyện với cô chứ để cô đợi lâu cô nghi ngờ á. Ừ. À, con An nó đang về á cô. Cái con nhỏ này làm cái gì mà giờ này chưa về? Điện thoại thì khóa máy. Thư, con nói thiệt cho cô biết đi, con ăn nó đi học hay là nó lại trốn đi đóng phim nữa rồi? Dạ, nó đi học thiệt mà cô. Chắc là nó đang về sắp tới rồi đó. Cô đợi xíu nha cô. Con nói xạo cô phải không Thư? Được rồi, để cô đi lên trường coi nó học hành nó làm sao. Còn nếu như lần này mà nó nói xạo cô, nó đi đóng phim nữa, cô đưa nó về quê luôn. Cô, từ từ đã, cô đợi xíu được cô, nó sắp về rồi cô ơi. Cô không chờ được nữa, con đừng có nói nữa. Dạ cô. Cô, từ. Con Hải An nó mới gọi cho con. Nhỏ xui ghê luôn á, hôm nay nó nói nó bị hết xăng, đang đẩy bộ đi đổ xăng. Mà nhỏ xui, nó xui. Nó nãy nó nói nó bị hư xe nè, bể bánh xe nè. Còn bị công an bắt nữa. Xui. Nó đi học bằng xe đạp mà. Các con đừng có bao che cho nó nữa. Nghe các con nói nãy giờ là cô biết nó không đi học rồi. Đâu, nó đi học. Nó đi học, là đau bụng quá. Còn Thư nữa, cô đã rất tin tưởng con, vậy mà con cũng nói dối cô. Con có. Ê, mẹ, An nó về kìa cô. Nó đi học về á cô. Mẹ lên lâu chưa mẹ? Dẫn chưa cô. Con đi đâu vậy? Dạ, này là bạn con, xe con bị hư ngoài đầu hẻm á, nên là bạn con chở về giùm mẹ. Trả lời cho mẹ biết, con đi đâu về? Dạ con đi học. Con đi học? Con đi học mà con mất cấp như vậy đó hả? Mà lại đi đóng phim đúng không? Đi vô, gom hết đồ đạc quần áo, đi về quê với mẹ liền. Cô, thiệt ra là con với bạn Hải An sáng giờ không có đi học.
Tụi con đi hẹn hò á con. Đi hẹn hò? Dạ, con với bạn Hải An quen nhau lâu lắm rồi, nhưng mà tại vì Hải An sợ cô dưới quê lo lắng cho nên không có nói. Dạ nếu như mà cô không có thích thì con không làm phiền bạn Hải An nữa đâu cô. Các con coi cô là con nít hả? Đúng rồi. Cho tụi bay tiền ăn học rồi bây giờ đi nói dối người lớn là sao? Còn chị nữa, chị có biết tại sao tụi nhỏ nói dối chị không? Tại chị quá khắt khe với tụi nó. Chị đang áp đặt suy nghĩ của mình lên nó. Con gái chị làm diễn viên thì có gì sai? Cả xóm này ai cũng ủng hộ nó, chỉ có chị là không ủng hộ nó. Không lẽ giờ tụi nó suy nghĩ của chị khác người chứ? Cái nghề đó giờ cực khổ, giờ không có tương lai. Con gái mà theo cái nghề đó trước sau gì cũng khổ. Tôi làm như vậy là vì lo cho tương lai của nó thôi. Chị làm thầy bói hả? Chị biết được tương lai của nó. Chị nói chị sợ tương lai nó sẽ khổ. Vậy chị có chắc bây giờ hiện tại nó có thật sự sung sướng không? Đúng là cái nghề diễn viên nó khổ thiệt. Ngày nào nó cũng vừa đi học, về rồi bắt đầu nó đi diễn, quay đến 3-4 giờ sáng mới về. Cực thì có cực, nhưng chưa bao giờ nó than mệt mỏi, chưa bao giờ nó nói nó không vui và không hạnh phúc với những gì nó làm cả. Con người chúng ta hạnh phúc nhất là khi chúng ta được làm những gì mình thích. Mong chị suy nghĩ lại. Nhưng mà nó còn trẻ, nó không có nhìn xa được. Cái nghề đó cũng chỉ có một thời thôi. Còn chưa kể đi quay, rồi gặp gỡ, rồi kết giao với những người không đàng hoàng. Tôi lo cho nó, tôi từng trải rồi, cho nên tôi biết cái gì là tốt cho nó. Chị nói cái nghề đó có một thời, vậy chị nghĩ con chị sống được thêm mấy thời nữa? Mình già rồi, tôi với chị khác thế hệ của nó. Tuổi của nó bây giờ là còn trẻ, ít ra nó còn được hai chữ thanh xuân. Chị hãy cho nó tận hưởng được hai chữ thanh xuân của nó đi. Con người chúng ta giàu nhất là khi chúng ta hạnh phúc với những gì chúng ta làm. Chứ sự giàu có không thể nào đo được bằng của cải đó chị ạ. Như tôi đâu có ép buộc bản thân mình bao nhiêu tuổi lấy vợ, bao nhiêu tuổi có bồ. Tôi cứ sống vậy, vui là được. Và tôi đang cảm thấy hạnh phúc với những gì tôi đang có. Chị cứ suy nghĩ đi nha. An nè, biết là đây không phải là chuyện gia đình của chú, nhưng nếu chú là con, chú vẫn tiếp tục đam mê của mình, sống cho hết đời thanh xuân. Rồi chú vô. À mấy đứa ở trong nhà đó dưới quê có gửi lên mấy con gà. Rảnh rảnh vô mừng làm gỏi cháo rồi ăn nha. Cảm ơn chú Tư. Để con đi phụ chú. Ừ. Cuộc đời này còn nhiều trong gai, nào còn đây trên vai. Kiếm bò. Ở từ chuyện này đêm mãi lo, giờ bụng con chưa no. Đường đời sẽ còn nhiều chua cay, chẳng chừng là mình thua ngay. Đừng ai ngần hay quyết chia nét lên thật to, đâu ai bằng ta. Mình là sinh viên luôn bên nhau khi đó khi nọ, ê. Vì đời sinh viên giúp đỡ nhau khi gió mưa to, ê. Cùng cùng điên điên đồ thị mua ở chợ Kim Biên. Tuy trong túi không có nhiều tiền nhưng chơi với nhau không có khi bo. Tuy xuất thân mỗi người khác nhau nhưng trong khu trọ là người một nhà. Nếu như lỡ thằng nào bị đánh còn có anh em giúp lăn hột gà. Tất cả mọi người vì một thì một phải vì tất cả. Muốn cùng nhau sống ngày sung sướng thì phải cùng nhau chịu chung vất vả. Có gì đâu mà lo. Mình học đại học nhưng mà không có học đại. Mình học đại học để tránh xa những thứ độc hại. Mình học đại học nhưng mà không có học đại, tránh xa những thứ độc hại. Còn nếu học sai thì mình học lại. Dễ quá Kiều ơi. Phì quá à. Thank you.
Ôi trời đất ơi, trời 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 là trời đất ơi. Em gây thương nhớ cho đã rồi em bỏ đi, em cười chất chơi, em chơi như vậy là không được rồi. Biết bài gì không, bài mới của Titi nữa. Mày quay gì mày? Quay anh nói chuyện với anh mèo. Hại với anh mèo. Anh mèo đây là đang vô vai một cái người ăn cắp chuyên nghiệp. Thật là khó cho anh mèo biết bao. Xưa giờ anh mèo là người sống liêm chính, đâu biết ăn cắp là gì. Một thử thách. Hết rồi mày. Hết rồi. Muốn bị bắt gì đó lại hả anh trai? Ok. Hết lớp B rồi không? Con 120 à? Mày đạp sáng giờ muốn lòng hổ đi luôn. Ai? Em chưa đạp anh nha. Té chứ hoạt động, té muốn gách quần luôn. Chưa nghiệp tụ danh món. Té, té mà gách quần luôn mới lấy được 120 cái quần mua 200. Đâu, cái quần nào gách nói. Nói có mặt có chân. Đúng rồi. Này cái đất tự nhiên cái đất bên hông. Gách cái quần luôn, mà cái quần mua 200 mà cách xê đựng 120. Nói có sách mắt có chân, hoa đường đâu mua 200. Hoa chân, hoa đường đâu mà 200. Rồi mua mấy năm trước rồi em làm mấy năm trước đường. Rồi mà quần này tối nay đi ông Noel đó. Trời. Quen bộ đồ này, xét đồ này tối nay đi chơi Noel đó. Trời ơi nó có... Mặt tôi về mà kêu chậm chó. Tới đẹp trai. Xe. Chá. Sao nó đập mà tôi đau quá. Ờ. Thiệt là đau đau dài. Nó nghe cốp. Cảnh 18 cầm dám coi luôn. Ủa vậy là cái này về đâu mà không tí nào. Sau khi bị mười mấy cú đạp vô bụng. Và đây là cơm gà ơi. Hủ tiêu. Rõ hết 120 đó mọi người. Em cuốn một cái này mốt là nhiều nhiệm chứ. Ok em. Đâu anh. Nói cho nhân gì sớm không nghe nè. Đúng rồi. Gì chứ làm gì cũng phải có.